Phôi này phôi trang đỏ lá nhỏ nha bạn. Cây này cái hoành chỗ này là khoảng 17 18 ngay chỗ cái eo nè, 17 nè. Còn sát cái gốc là khoảng 20 mấy nha bạn. Cái gốc là khoảng 22 thì nó nở cái vách da nè. Cây này cái đế cũng như sắp đế. Cây này cái đế đẹp lắm. Cây này chiều cao nó khoảng 19 đó. Có mấy cái cốt sẵn rồi bạn. Chứ cốt điểm rồi luôn. Cây này mốt bắt cành nó dễ lắm. Bắt cành sát cái chân này cũng được, hoặc là bỏ luôn, bắt trên ba cái cành này, một hai dưới ngọn thôi. Cái này được cái đế đẹp quá, đẹp nở chặt cây. Cái này làm bonsai là khỏi chê gì đâu rồi bạn ơi. Cái này mình mới bứng hồi sáng luôn các bạn, mới bứng sáng rồi về mình lấy máy rửa mình xịt sơ nó vệ sinh đó, vệ sinh rong rêu đó các bạn. Mấy cây có rong rêu vậy chứ nó chậm phát triển lắm nha, vệ sinh nó ra. Nhưng mà mấy cây này thì rong rêu nó cũng ít. Cái này nó cũng mình nghĩ đầu tuổi nó chắc khoảng 7-8 năm nhiều quá, 5-7 năm nhiều quá. Cái này nó không phải là cây già trên 10 năm đâu, cái này dưới 10 năm. Đèn đỏ nó nhỏ nha các bạn.